Bình thường cháu rất sợ voi và không dám đến gần chúng. Nhưng bây giờ cháu lại yêu thích chúng. Cháu có thể chạm vào voi và cùng chơi với voi. Cháu cũng chú tâm vào động của mình hơn và có thể ngồi một chỗ trong một thời gian dài. Còn chị Cây Son thì rất ấn tượng khi liệu pháp này dường như đã giúp con chị biết chia sẻ. Vâng, tôi thấy rất ngạc nhiên khi con voi có thể giúp con tôi bình tĩnh và hòa nhã hơn. Bây giờ nó đã học được cách làm sao để chia sẻ với người khác. Bình thường nếu chúng tôi đề nghị cháu đưa cho vật gì, cháu thường từ chối. Với trí thông minh, khả năng tập trung cao, con voi được cho là một tác nhân kích thích lớn, có thể tương tác trên diện rộng với con người. Nhờ đó rất hữu ích đối với những trẻ tự kỷ, giúp chúng thoát ra khỏi thế giới đóng chặt của mình. Có tất cả 6 hoạt động chính trong liệu pháp điều trị này. Mỗi một hoạt động sẽ cải thiện một kỹ năng riêng. Các em sẽ học cách lên danh sách những thứ cần mua và đi mua đồ cho voi như là chuối, mía, hạt ngũ cốc. Nếu con voi từ chối món hàng đó, các em sẽ quay lại quầy hàng để chọn một món đồ khác. Hoạt động này giúp phát triển sự linh hoạt. Hay như việc cho ăn, trải lông, tắm cho cô voi Nu-un 7 năm tuổi này sẽ giúp cho trẻ chiến thắng sự ác cảm. Còn tham gia các hoạt động nghệ thuật với voi như là vẽ tranh sẽ giúp các em phát triển trí tưởng tượng. Trong lịch sử Thái Lan, con voi như một người chở hàng, một người công nhân. Nhưng nay với việc giúp trẻ tự kỷ, các chú voi này đang có một vai trò mới trong đời sống của người dân.